Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình có mặt tại đây để giới thiệu tới các bạn một sản phẩm mới của VNPT Technology. Đó là một chiếc TV Box với thương hiệu Smartbox thế hệ thứ 2. Thiết bị giải trí giáo dục thông minh dành cho gia đình như là thiết bị mà mình đang cầm trên tay ở đây. Dòng sản phẩm này thì được VNPT Technology đầu tư khá là nhiều. Và chính vì vậy nó được hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng mới trong năm 2017 này. Vậy thì ngay bây giờ còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ cùng mở hộp thiết bị này để xem là bên trong nó sẽ có những điều gì thú vị nhé.